Vâng, xin chào các bác đến với kênh Trên Xe Đạp. Bà hôm nay giới thiệu bác một mẫu xe dòng Gian Touring FCR 3100. Và mẫu Touring đây 3100 này em đã review rất nhiều trong thời gian vừa qua. Và đây cũng là một mẫu Touring khá là phổ biến, bán rất là chạy bên em, với tông màu đỏ, đen, vàng. Vâng, và bây giờ em xin vào đánh giá chi tiết tổng thể chiếc xe. Vâng, vâng, này xe Meridian Touring FCR 3100 với cái tông màu đen. Điểm nhấn trên khung xe là những cái điểm nhấn đường chỉ vàng rất là nổi bật, tông màu rất là mạnh mẽ nhưng mà làm tính thôi nhá. Và những cái màu sắc Meridian tông đỏ đen vàng này thì em review rất nhiều thời gian vừa qua rồi. Thì đây cũng là một mẫu Touring khá là phổ biến mà bên em đã bán rất là chạy. Xe làm từ hợp kim nhôm alloy X, vẫn là hợp kim nhôm đặc quyền của chính hãng dòng Gian. Và đây cũng là một mẫu răng phổ thông phù hợp với mọi lứa tuổi, có thể đi được cái dòng Touring Gian FCR 3100 này. Tổng thể xe đánh giá là từ 85 đến 90%, xe còn gần như là mới nguyên, có một vài vết xước nhỏ li ti nhưng mà trong trong tông màu cũng rõ được, nhưng mà rất là đẹp xe lắm nhá. Model Gian FCR 3100. Bên dưới đây thì có một cái giọt chắn xích, tránh cái đập xích ở dưới cái khung xe, nếu bị xước của chính hãng Gian vẫn còn để nguyên. Thì xe mới về cũng còn rất là bụi bẩn nên em có thời gian lau chùi. Xe có size S, thông số size S tích hợp các bác còn từ 1m6 đến 1m7. Và cái dòng Gian Touring 3100 này là rất là phổ biến thôi nhá, có thể bác có thể đi dạo phố hoặc là đạp thanh cảnh quanh nhà, thể dục thể thao nhẹ nhàng. Của Ford Kidon của chính hãng Gian. Tay lắm cao su đúc của chính hãng Gian, tay lắm Thường Châu. Và biểu tượng là logo của tay lắm cao su đây, nó có hình cánh chim ở bên này không nhá. Đây là biểu tượng chính hãng của Gian. Xe được sử dụng với cấu hình 8 tầng lip Banzo. Phanh đĩa Micho. Bên tay phải em cũng sử dụng 3 tầng đĩa, à 2 tầng đĩa của Micho. Đằng sau sử dụng cũng là cụm phanh đĩa của Micho. Ở đằng trước thì có một trước càng đây thì có một điểm nhấn màu vàng chạy dọc càng xe. Đấy là tông nổi bật trên cái càng xe của tông màu đen. Xe được trang bị với cặp Mayer Zin nguyên của chính hãng Gian, nguyên bản cho xe. Và cặp vành hai lớp, vành nhôm hai lớp của chính hãng Gian còn rất là mới bác nhá. Đây vành đây, đây là cái bụi bẩn em lau đi qua lấy hết để em có nhìn rõ. Tổng thể xe đánh giá tầm 90%, xe còn rất là mới. Kích thước lốp, lốp Canada. Kích thước lốp là 700 x 28 c, vẫn là kích thước lốp cơ bản của dòng Touring. Cái gạt kia đông này cũng ở chính hãng cốt yên của chính hãng của Gian đó nhá, hậu yên của Gian, yên xe đây còn rất là mới, gần như là nguyên, chưa có cái rách nào cả. Đằng sau xe sử dụng với phủ đề Thule TX của chính hãng Shimano, trang bị với 8 tầng lip chính hãng của Shimano. Xích lip còn nguyên bản trong xe. Còn sau sử dụng cặp Mayer cũng của chính hãng, nguyên bản theo xe cặp Mayer của Gian.
vành hai lớp, vành nhôm hai lớp của chính hãng Gian. Lốp can da. Kích thước lốp 700 x 23C. Vâng, thông số size đứng của khung xe là size 49, tức là size S. Xe có bao gồm nhất 6m7. Chiều cao đứng của khung xe là 49 các bác nhá. Và bây giờ em xin đi vào đánh giá tổng thể hoạt động của xe. Xe được trang bị với 8 tầng lip chính hãng của Shimano. Lên lip. Vâng, rất là mượt và sơn dung, cúng lip. 8 tầng lip chính hãng của Shimano. Và 2 tầng đĩa. Bên đây là 2 tầng đĩa. Gạt đĩa của Shimano. Lên đĩa. Vâng, chuyển động rất là sơn dung, mượt mà và hầu như không có những chi tiết nào cả. Và đây là một mẫu tô đinh khá là phổ biến, dòng tô đinh thể thao nhẹ nhàng mà phù hợp với mọi lứa tuổi, mà bên em bán rất là chạy trong thời gian vừa qua. Đó, vâng, và em vừa đánh giá tổng thể xong chiếc tua đinh của dòng Gian model FCR 3100 với cái tông màu đen vàng, và xe giá rất tốt bên em là 5.900.000, bao ship toàn quốc, bảo hành 1 năm. Các bác nào quan tâm thì liên hệ em qua Zalo 0975 709 943, hoặc lên YouTube tìm chuyên xe đạp, nhấn đăng ký vào theo dõi kênh. Vâng, hẹn các bác vào chương ngày mai. Vâng, và bên em có mua bán thêm đồng hồ Thụy Sĩ, Nga, Nhật cổ. Đấy, các bác thấy rõ rất nhiều đồng hồ Nga, Thụy Sĩ, Nhật cổ đấy. Các bác nào quan tâm thì có thể liên hệ hoặc là lên YouTube tìm Kiên Đồ Cũ. Đây, Kiên Đồ Cũ đấy. Lên YouTube tìm Kiên Đồ Cũ, nhấn đăng ký theo dõi kênh, và để được các bạn bên đồng hồ tư vấn thêm.